Đây là bài tập phản xạ unit giao Việt. Mình sẽ đọc câu tiếng Việt và các bạn phản xạ lại bằng câu tiếng Anh. Vậy ngày 27 ok không? So, 27th, would that be okay? Vậy deadline cho việc này là cuối tháng? So, the deadline for this is the end of the month. Hôm nay anh không cần xử lý việc này. You don't have to deal with it today. Tôi phải giao cái này cho bạn thôi. I have to leave this with you. Tôi đang suy nghĩ là không biết anh có thể chịu trách nhiệm cho cái dự án đó không? I was wondering if you could take responsibility for this project. Tôi cần bạn phải phụ trách dự án này trong thời gian tôi đi xa. I need you to take care of this project while I am away. Tôi muốn giao cho anh một dự án quan trọng. I would like to delegate an important project to you. Anh phải hoàn thành dự án này vào thứ hai. You must complete this project by Monday. Tôi phân cho anh nhiệm vụ phát triển kế hoạch marketing. I am assigning you the task of developing the marketing plan. Nếu bạn cần bất cứ điều gì thì có tôi đây nhé. If you need anything, you know I am here. Hiện tại khối lượng công việc của anh thế nào? What's your workload like? Hôm nay anh không cần phải hoàn thành nó đâu. You don't have to complete it today. Anh phải đặt bản đề xuất đã hoàn thành lên bàn của tôi vào ngày mai. You must put the finished proposal on my desk tomorrow. Chúc các bạn làm bài tập thật tốt.